Xin chào quý vị ơi, đứng ở bên cạnh Huyền đây, đó là anh Thông đến từ Hà Nội. Và hôm nay thì Huyền rất là vui khi mà bắt cóc được anh Thông đến đây để có thể chia sẻ với quý vị một chút cảm nhận cũng như là trải nghiệm của anh Thông khi mà sử dụng dịch vụ tại thẩm mỹ Ohio quý vị ạ. Anh ơi, anh có thể chia sẻ với em một chút là cái tình trạng trước đây của mình, lông râu của mình nó như thế nào ạ? À vâng, trước đây râu của mình tình trạng rất là kém, nó rất là nhiều á. Mình bị râu quay nón nên là hai bên má và dưới cằm rất là nhiều, mình thấy rất là bất thẩm mỹ. Vậy thì sau khi mà sử dụng dịch vụ tại thẩm mỹ Ohio thì cái tình trạng của anh bây giờ như thế nào vậy ạ? Hiện tại bây giờ rất là tốt. Sau một thời gian sử dụng dịch vụ ấy thì nó cải thiện rất là nhiều. Râu của mình rất là lâu mọc và nó bị những lúc mà mọc lên thì nó cũng rất là thưa và rất là mềm đấy ạ. Mình rất hài lòng. Vâng, cá nhân em cảm thấy thì bây giờ anh có một làn da rất là sáng và em không hề biết là anh từng có râu quai nón luôn ấy ạ. Vâng, vậy thì khi mà sử dụng dịch vụ tại đây thì anh thấy chất lượng dịch vụ cũng như là các bạn kỹ thuật viên làm cho anh như thế nào ạ? Vâng, chất lượng dịch vụ của bên mình thấy rất là tốt, mà các bạn đón tiếp và phục vụ mình rất là thân thiện đấy. Vậy thì với một diện mạo mới thế này thì người thân bạn bè của anh có cảm nhận thế nào, có khen anh không? Vâng, có, tất nhiên chưa. Mọi người bảo mình trẻ hơn ra rất là nhiều tuổi. Trước đây mình nhìn khá là già. Vậy là đẹp trai hơn rất là nhiều đúng không anh? Vâng, tự tin hơn nhiều. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ với bọn em ngày hôm nay. Và quý vị ơi, tháng 5 này thì mùa hè rồi, thẩm mỹ Ohio đang có rất nhiều ưu đãi cho các khách hàng nam giới đến để sử dụng các dịch vụ triệt lông râu. Nếu quý vị cũng có nhu cầu triệt lông râu giống như là anh Thông đây thì hãy đến với thẩm mỹ Ohio của chúng tôi quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.